Chào các bạn nha, hôm nay lại đến tiết mục khai ăn thì Lan vào bếp đây. Xem Oxin giá rẻ đang thịt gà. Ui, con gà sông Thiến béo không sợ. Ui xưa. Ai làm vậy? Ui xưa. Con gà sông Thiến để riêng cho thầy. Sợ chưa? Mình bây giờ nó kiểu như gà sông Thiến ý nhỉ? Quá. bộ. Ăn rất ít nhưng mà sao bụng nó vẫn to, vẫn mỡ như kiểu xinh sợ. Bộ lòng nó sợ. Ê, mỡ. Đây gà sông Thiến. Đây à? Sao? Xương sắc thế. Mỡ. Chúng ăn phải bóc cái mỡ. Húc. Húc đang chậu. Bộ lòng nó sợ chưa? Sợ. Pịa. Ăn pịa gà. Sợ bây giờ cái gì mà pịa. Lẩu à? Món lẩu. Lẩu gà dài dép này chỉ lẩu thôi. Đây là tiết mục rau quả. Rau cải, cúc, cần. Chuối bày la liệt. Cây hoa nhà Nhật thì đang ra lộc, không biết là Tết có kịp Tết không. Đơn. Ông bạn bây giờ hả, chặt cái xương này xong rồi cho vào xào nhé. Ừ, chặt cái xương xào không linh nước để ấy. Xem có gói muối này.
còn này. Ra mấy cân là Sơn? Không biết được. Hơn 3 cân ấy. Này, hơn 3 cân. À. Em ơi. Em chào có gì đấy em? Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay gia đình lại con gà sông Thiến. Tiết mục lẩu này không phải là đầu tay nữa của mình nha, nướng tần hoa. Hôm nay nói vậy thôi chứ ăn nhiều luôn. Con bạn nên chơi một công đôi việc. Đây là bạn mình này. Xin chào. Cùng với mình đang làm ở dưới bệnh viện Đa khoa Đông Triều. Thì hôm nay có bạn gọi bạn nên thay cho mẹ mình cái ống sông ăn sông các bạn. Đấy cho nên là làm chai lựa gia đình có con gà sông Thiến và con gà sông Thiến này thì không thể để riêng cho thầy được. Rừng. Con gà sông Thiến là say không vào được. Là cả nhà cùng ăn. Đấy. Gà sông Thiến rất là béo. Nào, mấy anh em cạch cái nào. Xin mời mọi người nha. Xin mời mọi người nha. Thôi, mời đi. Chậu ngon lắm. Mùa lạnh này chỉ món này còn dễ ăn nhỉ. Nó nóng từ đầu đến cuối, đúng không? Lẩu. Nhưng mà không được cay. Vườn nhà có ớt nhỉ? Ớt dưới kia quán này chứ nhỉ? Hơn vườn tủ lạnh. Quên đấy. Nhà các bạn không ai ăn ớt cho nên. Mà phải có gì này? Món bò này. Đây đây đây, bò này. Chưa chín đâu. Chắc phải để tí nữa chứ. Bò viên. Bò viên này, bò viên này là bò thằng bạn nó bên Nhật tôi gửi về thôi nhá. Bùa này là chỉ làm trong phòng lạnh yeah. Nghe nhạc, mát xa. Không. Đấy là gì? San thế. Tốt nhất là nếu là san thế chuẩn luôn. Đấy bát đi, đây. Đấy vào đây. Ớt, cả tường ớt đầy dưới đấy. Có cả ớt, tường ớt tủ hết rồi. Thằng Ajinomoto nó mới gửi cho em ít bò Duy ạ. Bén ra Ajinomoto chứ không phải là Jingwan. Đây, thịt gà, gà này giòn lắm. Đúng rồi, gà sông Thiến. Thịt ra khi nó phải gần cân mỡ đâu. Con này nói chuẩn nó vừa nói cho anh em. Lướng. Nướng á, nướng nó nắm mỡ nó mới chảy mỡ đi. Chỉ, nó mới ngấm vào cái thịt lạc này mới là ngon. Thế bán chỗ nào nhỉ? Lần sau trên Bình Lục. Sao thích ăn nướng thì nướng. Không phải, kể cả tí nó nướng, chiều nướng. Chú gì ăn nướng? Không, cho vào đây này. Vào đây thì nó mới đậm đà này. Cho tương ớt vào đây. Lẩu ai cho tương ớt? Cái cái gì? Lẩu cho cái này. Chưa ít thôi. Ai ăn bên ngoài thích cần cay ăn cay. Không, cái này không, nó chỉ cay bên trên thôi. Cái này không ăn sống được. Cái này ăn chín. Nó cay nó nổi mặt trên. Nhưng vẫn cay. Cho vừa vừa thôi. Không cay. Sáng ăn nói bát bún ở ngoài kia. Sao nó bún sao nó bán rẻ thế nhỉ? 25.000 bát thì toàn thịt thôi nhỉ. Bún dưới chỗ nhà kêu anh. Bây giờ đấy trước mới làm đầu ấy nhỉ. Nó mỡ thôi nhưng cái da nó ngon. Giòn. Da nó ngon bởi vì nó già. Mình bây giờ cũng kiểu như gà sông Thiến này. Để cho nó sôi. Yeah. Thiến quá, chục lắm. Chục lắm hơn chục lắm mà bây giờ nó kiểu như gà sông Thiến. Nha. Thế
Thế hai gà phiến à? Quá gà không phiến. Bây giờ bóc cái này ra là nó mỡ này. Thái nó mỡ rồi. Hưng dạo này có công việc thu vui tao nhã chồng lang à? Ừ, kể rồi, nhưng mà vừa cháu bị lừa hai phát trên mạng rồi, vừa tập tẹ chơi mà xương nên ngồi tao bảo cái giống cứ... cái giống mà tập tẹ ấy đấy. Hay là quẳng đang máu mà đấy, mà lại chưa hiểu biết gì đấy, nó mờ một phát là lên thôi tao cháu. Tao cứ tình trạng lan như này ấy, với mức độ chồng như này ấy, cứ khoảng răm 7 năm nữa, không đến răm 7 năm nữa, vài năm nữa là băm cho lợn ăn. Còn lợn chưa chắc nó ăn cái đấy, chỉ cái dê nó ăn thôi. Thật ra nhiều lắm nhá. Giờ đổ xô qua cũng làm đột biến nữa. Không biết là tiền đâu chưa. Lắm đấy mà cứ mỗi mổ 1 tỷ đấy, không biết tiền đâu lắm đấy mà chơi lan. Trăm triệu, à, trăm triệu, 200 triệu mẫu. Cứ ra chợ em nào tiền lan thì mua, phải không? Đúng rồi. Nhanh nhất. Khả năng thế. Lúc được chăm mình, dâu còn đôi khi còn đéo cả cạo ấy. Xong rồi bây giờ này đi chăm lan như là con mọn ấy mà. Nói chung là nó lấy là mình không có tiền mình không chơi được nhá. Đấy bọn mà nó cứ có tiền nó chơi một mẫu tiền tỷ thì sợ rồi. Trên mạng không biết có thật không, nhưng mà cái giỏ lan bây giờ là vừa rồi là 83 tỷ. Nói thật nhá, bây giờ nhá là Azu thôi. Cũng như anh chuyên, anh có tiền rồi này, đúng không? Anh chưa tiền rồi đúng không? Bỏ viên bây giờ nên là thôi. Bọn em chơi nên là trong cái bữa rượu này kích nhau mấy câu úi thì tâng lên. Mà thực tế là mình chưa nhìn như bông hoa thời. Nếu mà lan đột biến này thì nó lại không phải là Azu. Mà cái này nó làm ăn thực sự ấy. Gọi nào vào làm ăn thấy tiền nhiều thì những ông nào mà ông đi đầu thì là ông kiếm. Còn sợ nhất là những ông về sau này cứ mua có tiền chơi thì không sao, mà đi vay đi mượn chơi đấy. Nó cũng khác thì đâu, ví dụ như là đều phải chăm sóc do bàn tay con người hết nó mới lên được. Đấy, cũng không khác thì nuôi con chó cảnh đó. Chơi chó ác thế thôi. Nhà ông không chăm được thì cũng chỉ con chó thút thì có những vườn lan có những vườn lan mà nếu mà tính cả vườn như thế mà nó cứ một sen vài triệu hoặc là vài chục triệu, vài trăm triệu một sen đấy, dài ngon duy chưa, thì có những vườn lan nó vài trăm tỷ thấy chưa, những là vườn lan nó vài trăm tỷ, có hàng bầm tỷ bằng điếu thuốc này mấy trăm triệu nhưng mà sống nhá. Bằng nó tính bằng phân xem chứ không đấy, xem tí phân thế này mẫu đấy. Nói chung là nếu mà đi vào con đường chơi lan ấy là phải mua ở chỗ nó thật, chứ còn nếu được vào mạng không biết thì lừa đảo hết. Ví dụ như anh có chuẩn đúng không, về anh không gây ra đấy, thì mới biết là đúng là của ông Duyên đúng không? Không như bây giờ thí dụ mà bọn mua sen không biết sen gì mà lan đột biến thì hay là không biết là đúng là đột biến luôn, đột biến luôn, biến luôn. Mất tích luôn nhá. Đột nhiên mất tích thì đột nhiên biến mất rồi nhá. Tiền mất tích. Anh ơi cho em thịt cà vào anh ơi Duy. Chờ cái bùa mắc võng nữa. Bùa mắc võng ăn được phối không? Ăn gì chưa? Dạ. Ăn gì chưa? Cái này ăn được rồi nhỉ? Ăn được rồi. Lấy là đun thì xịt phồng lên. Ăn từ từ thôi. Không lại là ăn là không ăn bã đấy, nhổ cả răng ăn bã ngày xưa có cần phải thuốc Trung Quốc bà chó chỉ cần củ su hào nướng nhé,
tôm nhá, vứt ra vát là chó nhá, nhá vào ngoạm nó là không kêu nữa, rụng răng luôn. Mà em biết ngày xưa đó. Ngày xưa các cụ là nuôi những con lợn nó bao nhiêu năm ấy, thấy chưa, răng nó dài mỏng ra lắm mà nó giữ ấy. Nhiều lợn ngày xưa nuôi giữ cực kỳ ấy, bắt không bắt được. Cái chuyện này có thật chứ không phải không, ở mình cũng có. Bởi vì nuôi lợn ngày xưa nó không như bây giờ, các cụ ngày xưa có khi là nuôi một con lợn 4-5 năm 7 năm mới thịt. Nhiều nhà cũng có nuôi ở trong như lợn rừng mà lăng răng nanh nó dài ra chơi cảnh luôn. Không phải chơi như này, đến lúc bắt phải như này là gì này, quả cốc mướp đấy, quả mướp già già tí đấy, cao quá này, là lướng xong bắt đầu vớt vào đớp một phát là rụng hết răng, lúc đấy mới nhảy vào bắt được nó. Thì nó dài thì là đúng là cái hàm của con lợn đấy là vào là vừa. Thế nhưng còn để mà chó nhá, chỉ hút củ su hào thôi, su hào lướng cắm vào không dứt được ra luôn. Đấy, mướp có thể nó còn nhũn ra, nó còn vẩy nhá, riêng những su hào nhá, cắm ngập luôn. Làm quả bỏ viên này cắm ngập vào phát là ra cả hàm này, không kêu nữa. Sơn cho chỉ lướt rồi đấy, ngoan đá đấy, chụp vào đây cắn được nhá, vừa quấy ăn thừa. Ăn giống thịt bò hết. Cái này nó giống như kiểu cả gôm. Cái gì? Cái mọc. À, mọc bò đấy. Mọc bò đây. Đây là mọc nhưng bò mà, nhưng mà như này là chắc là phải có hóa chất rồi nó mới giòn này. Không. Hay là cái loại nó mọc bắp nó thế. Nó to mới giòn. Nó bắp. Ta đã bột thịt bò nó nghe nhạc. Nhớ. Nó nghe nhạc. uống nước gọi là nước cất, nhớ nước cất thì này không có chất rồi. Chưa cay lắm nhỉ, cần chơi rau một gánh rau này, mùa gánh rau này chắc là lại như hôm trước thôi, lại đến tối rồi. Nhà có tan hoa nhỉ, đương nướng tan hoa nhỉ, nướng hoa thì ngon cực luôn, tôi nói không nhá, đó giềng nhá, này đâu từ con đi từ bàn tay để nguyên tươi để bàn xương nó lướt toàn xương thôi. Bắt đầu cái này là linh để cho nó ấy thôi chứ không phải thịt mới. Thêm cho ít rau cần mà để tự cho để chín thịt cá.